Bỏ nhà theo trai. Ngày xưa, ngày xưa, ở một vùng ven biển nọ, có vị quan cai trị vùng cửa biển rất giàu có và đầy thế lực. Quan không có con trai mà chỉ có hai cô con gái. Cô con gái đầu rất xinh đẹp, được ông gả cho vị quan to nơi kinh thành Đồ Bàn. Cô thứ nhì rất ngoan hiền, nết na, đang tuổi xuân thì. Ôi, chiếc khăn lụa quý giá của ta, thế là mất rồi, thật là tiếc. Chợ hôm nay đông đúc vui thật đấy. Ơ, kia rõ là chiếc khăn của ta mà. Chàng, xin hỏi, chiếc khăn này là của chàng sao? Không, nó vốn không phải chiếc khăn của tôi, là tôi nhặt được nó trên ngọn dứa ven biển. Chẳng lẽ nó là khăn của cô sao? Đúng vậy, trong một lần đứng ngắm biển, chiếc khăn của tôi đã bị gió cuốn đi mất. Không ngờ chàng lại nhặt được nó. Nếu vậy thì tôi sẽ trả nó về với chủ nhân của nó. Và kỳ lạ thay, sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, họ có cảm tình và bắt đầu đem lòng yêu mến nhau. Hai người hò hẹn và yêu nhau say đắm, nhưng không dám nói với cha nàng vì nàng biết sẽ bị cấm đoán, thậm chí nguy hại cho người mình yêu. Bởi chàng trai đơn giản chỉ là một chàng đánh cá nghèo, có cuộc sống vô cùng cơ cực. Em sợ nếu như cha biết chuyện của chúng mình, cha sẽ ngăn cấm hai ta. Hơn nữa, có thể cha sẽ không để yên cho anh đâu. Nhất định anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Làm gì có chuyện đó chứ. Con của ta là con nhà gia giáo quyền quý, không đời nào ta gả cho một đứa nghèo rớt mùng tơi như vậy được. Người đâu, dẫn ta đến đó ngay, ta phải dạy cho hắn một bài học mới được. Trời ơi, con đang làm trò gì thế này? Cha, con xin cha, chúng con là thật lòng với nhau mà. Dạ, con biết nhà con nghèo, nhưng con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dạ, con chỉ cần ngài đồng ý thôi. Đồng ý? Thằng ta nức cười, ngươi có nằm mơ không? Con gái ta là cành vàng lá ngọc, ngươi mà đòi xứng với con gái ta ư? Ngươi thử nhìn xem cái nhà của ngươi có giống cái nhà kho dột nát không? Ngươi định cho con ta sống ở đây ư? Không đời nào, không đời nào có chuyện ta chấp nhận ngươi. Nhưng con... Không nhân gì cả, từ nay ta cấm ngươi gặp con gái ta. Còn con nữa, từ giờ cha cấm con ra ngoài khi không có sự đồng ý của ta. Con nghe rõ chưa? Mày đâu, lôi tiểu thư về. Kìa cha. Kể từ đó, cô gái bị cha quản thúc chặt chẽ, không được bước chân ra khỏi nhà, không được gặp người yêu. Cô rất buồn lòng, trái tim như bị hàng ngàn nhát dao cứa. Và rồi, để ngăn cản mối tình ấy, cha nàng quyết định gả nàng cho một chàng lái buôn giàu có. Con yên tâm, có ta làm chủ, ta quyết định tuần sau sẽ làm lễ thành hôn cho hai đứa. Con cảm ơn ngài. Cha ơi, con xin cha, cha đừng làm như vậy. Trái tim của con đã theo người khác, con không thể làm vợ hắn được. Ta đã quyết định rồi, con nói gì cũng không xoay chuyển được ý cha đâu. Con xinh đẹp, lại con nhà quyền quý thế này, phải lấy người gia thế đàng hoàng, của cải nhiều không kể xiết mới xứng đáng chứ. Nàng yên tâm, đừng có lo gì cả, từ giờ ta sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc. Ý cha đã quyết, làm thế nào để cha thay đổi được bây giờ? Em đâu rồi, Tiểu Linh? Trời ơi, anh đang làm gì ở đây vậy? Ta nhớ em, không chịu được nên ta đành liều mình trèo lên đây. Em có sao không? Cha có làm khó gì em không? Cha quyết định gả em cho tên lái buôn giàu có ở làng bên. Em chỉ muốn làm vợ anh mà thôi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu em không sợ gian khổ, hãy theo anh. Bỏ đi ư? Được, chúng ta cùng nhau bỏ đi, đi đến cùng trời cuối đất. Em không sợ khổ, miễn là được ở bên cạnh của anh. Và rồi ngay sáng hôm sau, họ quyết định bỏ nhà ra đi, tìm một chân trời mới, nơi chỉ có hai người với một cuộc sống hạnh phúc. Dám làm hỏng chuyện đại sự, khôn lễ của ta ư?
tên đánh cá kia. Nhất định ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi đâu, bắt lấy chúng. Trời ơi, chúng ta bị họ phát hiện rồi. Phải làm sao bây giờ anh? Nàng bình tĩnh, chúng ta cứ chạy ra phía bờ biển. Ta đã chuẩn bị sẵn một con thuyền để vượt biển. Chân trời bao la kia sẽ có chốn chung thân cho chúng ta thôi. Ôi, em bị trẹo chân rồi, sắp đến bờ biển. Em chịu khó một chút nha. Cuối cùng hai người cũng tới được bờ biển. Họ lên một con thuyền cầu nhỏ và vượt biển ra khơi xa, nhắm những hoang đảo mà chèo tới. Mau lên thuyền, không được để bọn chúng chạy thoát. Sau một thời gian lênh đênh trên biển, chiếc thuyền của họ cập được vào một hòn đảo nhỏ với đá đen lởm chởm ven bờ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cha cô gái, tên lái buôn và những tên bậm trợn cũng đã đuổi theo đến hòn đảo. Hòn đảo bé thế này, nhất định chúng sẽ không thoát được đâu. Người đâu, bao vây chỗ này cho ta, không để một ai thoát khỏi nơi này. Ngoại trừ tiểu thư, gặp được tên đánh cá nghèo kiết xác kia thì cứ giết không tha. Người cha và tên lái buôn quyết không buông tha cho đôi trẻ. Chúng đi lùng sục từng đám cây, bụi cỏ, những mong tìm và trừng trị được chàng trai nghèo kia. Em mệt quá. Suốt các ngày nay em đã không ăn gì rồi. Không được, nếu cứ thế này em sẽ quỳ mất. Hay để anh đi tìm chút gì đó cho em ăn tạm nha. Không được, nếu như bị cha và tên lái buôn kia bắt được, họ sẽ không để yên cho anh đâu. Không sao, anh sẽ cẩn thận và nhất định sẽ quay trở lại. Em muốn tạm đi. Đây có vẻ là một hoang đảo, chẳng có gì ăn và uống ngoài những trái dừa này cả. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ nguy mất. Đây là một hoang đảo, không có gì ăn uống. Người đâu, mau cho thuyền trở về chở đầy nước và lương thực. Chúng ta sẽ cắm chốt ở đây, nhất định chúng sẽ phải chui ra thôi. Hay là em trở về với họ đi. Không, cuộc sống của em là anh. Nếu không có anh, em cũng không thể sống được. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này. Cho dù có chết, em cũng mãn nguyện. Cứ thế, vài ngày trôi qua, họ vẫn kiên quyết không đầu hàng. Cho đến lúc kiệt sức, cả hai gục xuống bên mộ cỏ. Từ chỗ họ nằm xuống, mọc lên một loại cây lạ. 6 tháng mùa khô, cây còi cọc, nhưng khi đổ mưa thì cây như mừng rỡ hút nước và đơm hoa trắng và kết quả xanh tròn nhỏ. Đến khi đón những cơn gió lạnh thì quả vàng ươm. Vì quả có màu vàng cam, vị lại ngọt như đường nên gọi cam đường. Tiếng địa phương đọc nghe thành cam đàn. Vị quả ngọt liệm như mối tình thấm thiết, son sắc thủy chung của cô con gái con nhà quyền quý và chàng trai đánh cá nghèo còn lưu truyền lại mãi về sau. Gánh nước vô tình. Kính thưa toàn thể bà con, như đã thành lệ, hội làng ta mỗi năm lại mở. Ngoài các tiết mục như hàng năm, ngày cuối cùng của lễ hội năm nay, chúng ta sẽ có thêm một cuộc thi gánh nước. Trong các thôn nữ của làng, cô gái nào khéo léo, đảm đang nhất, gánh nước nhanh, không bị đổ ra ngoài sẽ giành được giải thưởng là một bộ áo tứ thân và 10 thúng gạo. Bộ áo tứ thân thật đẹp. Phen này, nhà nào có con gái được giải thì mát mạnh lắm đây. Thấm, nghỉ tay uống nước đã em. Chị Tư đấy à, chờ em một lát, em rửa tay cái đã. Em không đi xem hội làng sao? Dạ, em làm cỏ nốt mấy luống rau, sợ để lâu thì hỏng mất. Mà chị cũng không đi xem à? Có, sáng chị đảo qua một lát, chiều tranh thủ ra đồng tát nước và xem lúa. Chị biết thế nào em cũng ở ngoài này. Vâng, nhà chỉ còn em và mẹ. Mẹ em sức lại yếu, em phải cố thôi. Cả làng này chắc chẳng có cô gái nào chịu thương chịu khó lại đảm đang hiếu thảo như em. À, mà sáng nay đám hội, cụ trưởng làng bảo cuối hội sẽ có cuộc thi gánh nước đấy. Thật thế hả chị? Vậy em cũng cố thử xem ạ. Thấm, Thấm ơi, đi gánh nước đấy ạ. À.
Thắm ơi. Còn làm gì mà gánh nước từ sáng sớm đến giờ? Nước nhà ta vẫn còn đủ dùng mấy hôm cơ mà. Hội làng ta có cuộc thi gánh nước mẹ. Giải thưởng những 10 thúng gạo, đủ cho mẹ con ta ăn mấy tháng. Còn có thể bán đi mua thuốc tẩm bổ cho mẹ. Con muốn thi lắm, nên thử gánh từ sáng đến giờ. Mà sao hả con? Mà nước vẫn cứ bị sánh ra ngoài. Dù con đã cẩn thận từng ly từng tí, không dám lơ đễnh, không dám ngó nghiêng. Thế này thì làm sao thắng được? Bây giờ con đi gánh thêm một lần nữa. Lần này, trên đường về, mẹ muốn con quan sát những sự vật và những người hai bên đường con thấy, rồi về kể cho mẹ nghe. Nhưng con gánh nước còn không xong, thì làm sao mà nhìn cảnh vật kể cho mẹ nghe được? Có khi lại đổ hết nước ra ngoài chứ. Con cứ đi thêm một lần nữa, làm đúng như lời mẹ dặn. Mẹ sẽ chờ nghe xem con thấy những gì. Vâng, con nghe lời mẹ. Thắm đi gánh nước à em? Vâng, em chào các chị. Ôi, chị Thắm kìa. Nào, cẩn thận khéo va vào chị đấy. Cháu chào các cụ. Các cụ đánh cờ vui quá nhỉ. Mẹ, để con kể mẹ nghe. Khoan, trước khi kể, con thử nhìn hai vại nước con vừa gánh về đi đã. Ô, lạ quá. Đó, lúc trước là do con căng thẳng vì sợ làm sánh nước ra ngoài. Nó làm bước đi của con luống cuống và kết quả là nước vẫn rớt ra ngoài. Khi con thoải mái, không lo nghĩ đến nó, thì việc gánh nước trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều. Con có thể bước đi mà không làm rớt một giọt nước nào. Vâng, thưa mẹ. Sao thế nhỉ? Mình chú ý đi cẩn thận lắm cơ mà. Em còn không dám rời mắt khỏi hai cái vải với đường đi. Thế mà cô Thắm đi nhanh gớm. Trong hội thi gánh nước ngày hôm nay, tôi tuyên bố cô Thắm là người thắng cuộc. Còn thấy mẹ nói đúng không? Nghệ thuật đích thực. Cha ơi, con đã chép xong bài thơ rồi. Tiểu Ngôn, khá lắm, khá lắm. Chữ viết của con ngày càng tiến bộ, nét chữ rất có hồn. Cha rất tự hào về con. Thưa thầy, có Lâm tiên sinh đến chơi ạ. Lâm tiên sinh, con mau mời tiên sinh vào phòng khách. Vâng ạ. Lâm tiên sinh đến chơi thật quý hóa. Có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Ấy, sao thầy lại nói thế? Thầy mới là rồng. Không có thầy bỏ công dịu dắt thì làm sao thằng bé nhà tôi lại đỗ kỳ thi hương vừa rồi được? Tôi có chút quà mọn, muốn cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ cháu. Đẹp quá! Có phải đó chính là nét chữ của nhà thư pháp Vương Quân lẫy lừng thiên hạ đó không, thưa tiên sinh? Phải rồi, thầy quả là có con mắt tinh đời. Tôi cũng đã phải bỏ không ít công sức mới có được bức thư pháp này. Hy vọng thầy sẽ thích. Trời ơi, bút tích của bậc thầy thư pháp cả mấy trăm năm chưa có ai sánh kịp. Món quà quý thế này, tôi sao dám nhận? Ấy chớ, công ơn của thầy với cháu nhà tôi là trời là bể. Món quà nhỏ mọn này thấm tháp gì đâu. Xin thầy hãy vui lòng nhận cho. Vậy tôi xin đa tạ tiên sinh. Ủa, chữ viết của ai đây mà đẹp vậy thầy? Của Tiểu Ngôn, con trai tôi đó. Hôm trước tôi và cháu ngồi đây đọc thơ, thưởng trà. Quả không hổ danh là con trai thầy. Viết chữ đẹp, rất có hồn. Để
để tôi gọi cháu ra chào tiên sinh. Tiểu Ngôn, ra chào Lâm tiên sinh đi con. Dạ thưa cha. Con chào Lâm tiên sinh. Dạ, cháu còn nhỏ mà đã giỏi giang quá, nét chữ đẹp lạ thường, trông mềm mại nhưng rất cứng cỏi, quả không hổ danh là quý tử của thầy Lưu. Chắc chắn sau này Tiểu Ngôn sẽ là một nhà thư pháp nổi tiếng, không chừng trở thành vương quân thứ hai ấy chứ. Vương quân là ai ạ, thưa tiên sinh? Vương quân là nhà thư pháp bậc thầy, mấy trăm năm chưa có người nào sánh kịp. Người trong thiên hạ tranh đua nhau để mua được chữ ông ấy viết. Nếu cháu có được nét chữ như vậy thì không ai trong thiên hạ này có thể sánh bằng. Lúc đó cháu không còn là thần đồng nữa, mà sẽ là thần thư pháp. Suốt nửa năm, cuối cùng mình đã có được nét chữ của vương quân trong truyền thuyết. Mình sẽ trở thành nhà thư pháp đại tài. Cha ơi! Cha! Cha ơi! Có chuyện gì vậy con? Cha ơi! Cha nhìn này! Trời! Bút tích của vương quân! Làm sao con có được nó? Cha thấy có đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi. Quả là một tác phẩm vô giá. Sao nó lại ở trong tay con? Mà hình như nét mực viết vẫn còn tươi lắm. Vâng, nó vừa được viết xong cha ạ. Không phải do vương quân mà là do con viết. Con nói sao kia? Con đã tìm mua một cuốn sách có bút tích của vương quân và luyện tập theo nét chữ ấy. Hóa ra bấy lâu con lén cha tập viết theo nét chữ của vương quân sao? Vâng, con muốn dành cho cha một sự bất ngờ. Từ nay trong thiên hạ không ai có thể sánh được với thư pháp của con nữa. Con sẽ là nhà thư pháp đại tài. Người ta sẽ tranh nhau mua chữ của con. Tấm lụa này không đáng giá một xu. Cha, tuy nét chữ của con giống hệt vương quân thật, nhưng thứ con đã viết không phải là thư pháp, mà chỉ là một sự sao chép tầm thường. Không ai thừa nhận con là nhà thư pháp cả. Người đời chỉ dành cho con sự khinh bỉ mà thôi. Chỉ có phát triển sự sáng tạo và cá tính bản thân mới có thể khiến con trở nên độc đáo, đạt tới sự thành công mà con mong muốn. Con hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.